cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con cảm tạ Cha vì một ngày mới đến, và con để lời Chúa Giêsu thấm nhập tâm hồn. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Con nhìn lại những ngày vừa qua và tự hỏi liệu rằng mình đã tôn vinh Chúa bằng những nghi thức bề ngoài hay bằng những việc làm cụ thể để bày tỏ tình yêu thương đến với anh chị em. Lạy Cha, xin cho con biết Cha muốn con sống như thế nào ngày hôm nay. Con xin dâng lên Cha mọi việc con làm. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con dành chút giây phút buổi trưa để cầu nguyện, và cùng với Đức Thánh Cha, con ý thức hơn về ơn gọi truyền giáo của mình. Lời kêu gọi ra đi rao giảng, lời kêu mời chúng ta thoát khỏi cái tôi mà dấn thân vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, như là một cơ hội để chúng ta chia sẻ, phục vụ và chuyển cầu. Tình yêu mời gọi con đến với điều đó. Làm sao để con có thể biểu lộ sứ mệnh này với những người xung quanh hôm nay? Làm sao để con có thể chia sẻ, phục vụ và chuyển cầu qua việc bước theo chân Chúa Giêsu? Con muốn tiếp tục ngày sống bằng việc khắc ghi những lời mời gọi ấy trong tâm trí. Lạy Chúa, con nhận ra rằng tình yêu và ân huệ của Ngài đang đổ tràn lòng con, và với con như vậy đã đủ rồi. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Chúa, con rời xa chốn huyên náo và sao nhãng để nhìn vào chính mình với lòng cảm tạ trong buổi tối hôm nay. Con nhìn lại ngày sống này và nhớ về những người đã xuất hiện trên đường đời. Liệu rằng nơi con đã phản chiếu lại được tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng con? Liệu những việc làm và lời nói của con có là của Chúa Giêsu? Con có lưu tâm đến nhu cầu của mọi người chung quanh mình? Con đã có thái độ mở lòng để lắng nghe và đón nhận hay chưa? Liệu có ai đó mà con đã gặp khó khăn để yêu thương họ qua hành động? Con loan truyền lòng thương xót của Chúa Giêsu, và từ nơi con đang hiện diện, con có thể dự phần vào sứ mạng của người. Con viết ra những quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.